Xin chào quý khán giả, quý đầu tư và các nhà môi giới. Mình là Sông, bên Bất Động Sản Nhân Trạch. Hôm nay mình xin chia sẻ với người về quá trình mua đất sao cho an toàn mọi người nhé. Thì cái tiêu đề này mình xuất phát từ cái trong quá trình mình coi cái chia sẻ về bất động sản của chú Lương Thanh Bất Động Sản. Chỗ này ở Đà Nẵng mọi người nhé, chia sẻ rất là có tâm, những bài báo thì rất là hữu ích cho mọi nhà đầu tư, mọi người có thể tham khảo nhé. Và chú có chia sẻ về bài báo này: Dân Trí ngày 4 tháng 10 năm 2020, chủ nhà bắt tay với cò đất. Về vấn đề này thì mình sẽ gói gọn trong một cái bài bên bầu như thế này, đó là chủ nhà bắt tay với cò đất nút tiền cọc này, nó nhắc nhở nhà đầu tư là cẩn thận để dính cú lừa đảo. Thông qua lời giới thiệu của một môi giới nhà đất tự do, chị tìm đến chủ nhà để tiến hành ký hợp đồng đặt cọc. Trước khi chuyển nhượng, trong hợp đồng ghi rõ 30 ngày chị Khánh phải đóng 100 triệu đồng tiền cọc, và sau 60 ngày chị phải hoàn thành 1,7 tỷ đồng còn lại. Có nghĩa là 1,7 tỷ đồng này là lô đất này là 1 tỷ 8 đó mọi người. Tuy nhiên, sau khi đóng 100 triệu đồng tiền cọc, phía chủ nhà bắt đầu né tránh trách nhiệm. Chị Khánh cũng rất khó khăn khi liên lạc với chủ nhà. Sau đó đúng một tháng, chị Khánh mới tá hỏa khi biết ngôi nhà là tài sản chung sau hôn nhân của chủ nhà, đó là cả hai vợ chồng đó mọi người. Nhưng mà hai vợ chồng này là đang trong thủ tục ly hôn mọi người nhé, chưa có biên bản phân chia tài sản. Mặc dù đã kiểm tra kỹ sổ đỏ, chỉ ghi tên ông chồng, thế nhưng sau khi đặt cọc xong, người vợ mới thông báo sẽ không bán nhà, nếu bán chỉ bán một nửa. Có chăng cái nhà với lô đất thì bán một nửa thì bán cái gì mọi người, nên là cái khả năng mất tiền cọc thì lừa, thì đó là lừa thì mất tiền cọc rồi mọi người. Nếu mà chủ nhà mà bán không bán thì trả lại là bình thường thôi, nhưng mà cái đài là do bét tay mọi người nhé, bét tay nên là lừa, thì cái vấn đề lấy lại 100 triệu nó là chắc là không dễ đó. Nên bài báo mới có dụ là sau 2 năm này chủ nhà bật vô âm tính, vì vậy chị quyết định khởi kiện ra tòa này. Ghê cho mọi người, là đã bắt tay ấy mọi người thì mới có cái dạng đó được. Từ cái bài này thì mình muốn chia sẻ với mọi người cái quá trình mua bán đất thực tế ở Nhân Trạch như thế nào, để cho mọi người có cái nhìn thực tế nhất nhé. Từ xem đất này tới quá trình cọc này, quá trình công chứng này và quá trình nộp hồ sơ, mình chia sẻ thông qua quy trình như thế này, gồm có 6 cái khung như thế này để cho mọi người dễ dàng nhé. Quá trình xem đất thì quá trình xem đất là hình thực tế mọi người nhỉ, hình thực tế lô đất, sổ đất và kiểm tra quy hoạch đó, mọi người sẽ thêm đầy đủ các cái nờ này đó, là hình thực tế, sổ đất, thông tin quy hoạch mọi người nhé. Thì nếu mà môi giới mà đăng trên mạng những cái hình đẹp đẽ như thế này mà khi ra thực tế cái hình xấu thì mọi người nên né tránh nha mọi người. Nó là trong quá trình là nó không có trung thực đó. Và trong quá trình này thì mọi người nên khi mua đất á mọi người nên mua bằng lý trí mọi người, không có dùng cảm xúc. Vì thường thường những cái đợt mà sốc đất á, mọi người hay mua bằng cảm xúc nha mọi người, thì nó dễ rơi vào cái mình mua phải giá cao, hoặc là dễ bị lừa bán những cái sản phẩm mà nó cái giá nó cao hơn thị trường, làm cho quá trình đầu tư của mình nó không được tốt đó. Ở Đồng Nai thì mình xin chia sẻ với mọi người là cái thông tin quy hoạch qua cái app là Đồng Nai Lít trên điện thoại iPhone mọi người nhé, iPhone. Còn Android thì nó không hoạt động mọi người ạ, mới có Atlas là trên mạng mọi người nhé. Đó thì trong cái quy hoạch này á, trong cái những cái app quy hoạch này, trong cái web này thì mọi người biết được thông tin cái lô đất mọi người đang mua nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn hay không, hoặc là đất cơ sở hạ tầng, hoặc là đất đường đi, hoặc là đất thủy sản, hoặc là đất nằm trong cái phần đất quy hoạch khu nghĩa trang mọi người nhé. Mọi người mua cẩn thận, nếu mà mọi người ở ngoại tỉnh á, ngoại thành á, thì nên kiểm tra và chỉ mua phần đất màu hồng thôi, màu hồng là quy hoạch đất ở đó.
xem đất là như vậy là được rồi. Tới chừng quá trình đặt cọc, đặt cọc thì gồm có hợp đồng đặt cọc này, là nên dùng là hợp đồng trung gian để không có thiên về bên bán hoặc là thiên về bên mua mọi người nhé. Còn cái này thì kiểm tra phụ rồi. Trong quá trình đặt cọc thì gồm có những giấy tờ nào, đó là số giấy chứng minh hai bên này, sổ này, sổ hộ khẩu này, sổ đất, sổ hộ khẩu, và cái giấy giấy kết hôn hoặc là giấy độc thân này thì bên bán phải cung cấp cho mọi người nhé. Bên mua thì không cần thiết, nhưng mà bên bán là phải cấp cho mọi người biết. Đó, có vợ có chồng thì phải cung cấp giấy này. Đó. Và nếu mà môi giới uy tín thì chỉ cần người bán là một người là được rồi, nhưng mà nếu không thì phải yêu cầu hai người để tránh trường hợp như chị Khánh chả nãy mọi người ạ. Nhưng mà trường hợp mà như chị Khánh đó là lừa lọc thì rất là hiếm. Đó, rất là hiếm, do cái đó nó có kịch bản sẵn rồi mọi người, không bị người này thì cũng bị người khác thôi. Mấy cái nó thì ít bữa thì nó sẽ khử trùng hết, xịt thuốc hết. Cái đây là quá trình công chứng mọi người. Quá trình công chứng thì mọi người coi sổ này, sổ hộ khẩu này. Còn cái biên bản đặt cọc này thì nó cho cái bên công chứng nó dễ làm hồ sơ thôi. Còn cái sổ phụ là sổ hộ khẩu này, giấy chứng nhận kết hôn này và sổ chứng minh hai bên luôn mọi người nhé. Giấy kết hôn với giấy giấy độc thân này thì bên bán là phải chắc chắn có này, bên mua thì cũng không cần thiết lắm. Mua thì không cần thiết, nhưng mà bên bán là phải chắc chắn có này. Bên mua thì nếu mà hai vợ chồng thì để người chồng mua được rồi, người vợ mua được rồi. Khi bán là phải cần hai người, vì tài sản sau hôn nhân mọi người nhé, có đứng một người đứng hai người thì cũng như nhau thôi, vì cái thời gian hình thành là sau hôn nhân mà. Nộp văn phòng tích thửa thì khi mà tới cái quá trình mà công chứng này mọi người nha, thì bên ở thị trường Nhân Trạch Đồng Nai này á, thì bên bán sẽ hoàn tiền, bên bán sẽ lấy tất cả tiền của bên mua, bên mua sẽ cung cấp toàn bộ tiền cho bên bán, và bên mua có trách nhiệm là đem toàn bộ hồ sơ này lên cái văn phòng tích thửa để nộp. Thì có nghĩa là bên mua phải giữ lại cái tiền thuế thu nhập cá nhân của bên bán để lên nộp nha mọi người. Chứ lên nộp là chỉ cần mình bên mua chứ không cần bên bán. Do vậy nên là người phải lấy số tiền đó. Hoặc là sau khi mọi người mua bán xong á, thì sau khi lấy kết quả thì cái bao nhiêu tiền thì sẽ nói bên bán nó cung cấp lại cho mọi người thôi, lấy lại thôi. Nếu mà người ta không lừa lọc chơi thì cái nó đưa rất là nhẹ nhàng mọi người ạ. Còn tùy theo lừa lọc thì chắc chắn là không lừa được người này thì người ta cũng đi lừa người khác thôi. Cái đó thì vấn đề nó thì chính quyền rồi các cấp đưa vô cái chính sách và khử trùng hết mọi người. Rồi quá trình nộp văn bằng tích thửa thì gồm những giấy tờ gì? Là sau khi công chứng thì người ta trả lại cho mình một bộ như thế này. Gồm có 2 bộ, 3 bộ tùy theo trường hợp. Nếu mà ủy quyền á là 3 bộ, còn bình thường là 2 bộ. Đem theo kèm theo các giấy tờ này là photo mọi người nhé, photo, còn bản gốc là mọi người giữ lại. Đó, photo hết cái này, kèm theo cái này để lên nộp mọi người nhé. Sau khi nộp vào thì sẽ lấy được cái tờ này. Tờ này là hạn phiếu kết quả là bao nhiêu ngày á. Nếu mọi người mà làm phôi mới á thì mất 300.000 và thời gian là 21 đến 30 ngày. Còn nếu in đăng tư là 14 ngày mọi người nhé, đối với thị trường bất động sản Nhân Trạch. Khi lấy kết quả thì mọi người đem giấy chứng minh của mình thôi, giấy chứng minh gốc á, với cái người mà lên nộp hồ sơ á mọi người, đó, chứng minh gốc với người lên nộp hồ sơ, đem lên đưa cho văn phòng sẽ trả cho mọi người cái này, thì cái sổ là sổ mới rồi, và cái phiếu thu tiền này để mọi người múa bên bán gửi lại tiền, hoặc là mọi người coi trong này là mất bao nhiêu tiền, để trả lại cho bên bán bao nhiêu tiền. Nếu mà bên bán mà đưa cho mọi người 50 triệu trước kia, thì trong quá trình mình làm là hết cỡ tầm 15-20 triệu gì đó, thì dư lại là 35 hoặc 25 triệu thì trả lại cho bên bán, hoặc là mọi người gửi cái giấy tờ này qua bên bán để bên bán chuyển khoản qua cho mọi người cái thuế thu nhập cá nhân. Mình chia sẻ thêm về cái sổ đất mọi người nhé, sổ đất đồng sở hữu này, thì ngồi cái thông tin cái sổ đất như là sổ riêng, thì nó có phần trích lục này cực kỳ quan trọng mọi người nhé. Trích lục này mọi người phải giữ kín này, chứ không nếu mà mất cái phần trích lục này là coi như là mất luôn lô đất đó, là chỉ là tờ giấy thôi.
nhưng mà nó rất là quan trọng đối với sổ đồng sở hữu. Và ngồi bìa sổ đồng sở hữu là nó có những thêm cái dòng này, đồng sở hữu với bao nhiêu người. Vì đồng sở hữu là cái lô đất 1.000 m² đó mọi người, nó chia ra làm 10 lô nhỏ, mỗi người một lô. Thì cái tờ trích lục này nó rất là quan trọng mọi người nha. Ok, mọi thông tin mình xin chia sẻ tới đây, mọi người thấy hay và hữu ích thì hãy like kênh, subscribe kênh để ủng hộ cho mình với nhé. Mình là Sông, kênh bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Bye bye.